Xin chào các bạn, hôm nay công ty Bluger Việt Nam xin giới thiệu với các bạn mẫu máy hút mùi BV70 Smart. Đây là dòng máy hút mùi vát có kích thước là 70cm. Phần phía trước của máy hút mùi được thiết kế mặt kính màu đen giúp cho căn bếp nhà các bạn trở nên sang trọng hơn. Phần phía trên của máy hút mùi là được bố trí cụm bảng điều khiển, cảm ứng và vẫy tay. Phần phía giữa này là phần kính lật. Khi các bạn bật máy hút mùi thì phần kính này sẽ lật ra và hút toàn bộ cái mùi thức ăn của các bạn vào. Phần phía dưới của máy hút mùi được trang bị khay hút mỡ. Phần này sẽ đựng toàn bộ những cái mỡ thừa trong cái quá trình mà máy sử dụng sẽ đẩy ra đây. Đối với dòng máy hút mùi BV70 Smart sẽ được trang bị hai cách thức điều khiển. Đầu tiên là các bạn có thể dùng cách thức điều khiển là chạm tay vào các cái bàn phím này. Và cách thứ hai là các bạn có thể điều khiển bằng cảm ứng vẫy tay. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái điều khiển bằng cảm ứng đầu tiên nhé. Tiên là phần cảm ứng bằng điều khiển thì các bạn chỉ cần thao tác chạm tay vào phím nguồn. Đối với phím đèn thì các bạn chỉ cần chạm tay vào phím đèn này thì phần đèn hai dải đèn led ở phía dưới này của máy hút mùi sẽ sáng. Đối với dòng máy hút mùi BV70 Smart sẽ được trang bị 3 mức công suất khác nhau. Khi các bạn chạm vào cái phím này sẽ là mức công suất thứ nhất, chạm vào phím này sẽ là mức công suất thứ hai, và khi các bạn chạm vào phím này thêm một lần nữa và đèn sẽ dừng nhấp nháy thì đây là sẽ là ở mức công suất thứ ba và là mức công suất cao nhất. Tại mức công suất thứ ba này thì công suất của máy hút mùi sẽ đạt là 1450 m³/giờ. Mức công suất cao này thì hút mùi sẽ giúp cho hút hết toàn bộ cái mùi thức ăn khó chịu trong cái không gian bếp nhà các bạn. Khi muốn dừng máy thì bạn lại chạm vào phím nguồn này hai lần. Cách thứ hai là các bạn có thể điều khiển bằng cảm ứng vẫy tay, tức là khi các bạn đưa tay qua là máy sẽ hoạt động. Khi điều khiển, các bạn chỉ cần đưa tay qua như này, đưa tay từ trái sang phải thì lúc này là máy sẽ tự động hoạt động tại mức công suất thứ nhất. Khi các bạn đưa tay thêm lần nữa thì máy hút mùi sẽ chuyển sang mức công suất thứ hai, và khi các bạn đưa tay thêm lần nữa thì máy sẽ chuyển sang mức công suất thứ ba. Khi mà các bạn điều khiển bằng vẫy tay này sẽ giúp cho các bạn sẽ rảnh tay trong cái việc mà nấu ăn. Và khi muốn tắt hút mùi thì các bạn chỉ cần đưa tay ngược lại từ phải qua trái hai lần là máy sẽ tự động tắt. Ngoài ra, máy hút mùi BV70 Smart còn được trang bị tính năng sấy thông minh. Đối với tính năng này thì máy sẽ tự động lưu cái thời gian hoạt động. Khi mà thời gian hoạt động đủ 30 tiếng thì máy sẽ tự động chuyển sang chế độ sấy. Lúc này động cơ của máy sẽ nóng lên trong vòng 10 phút và nhiệt độ cao nhất sẽ là 70 độ C. Lúc này thì tất cả mọi cái cặn bẩn và dầu mỡ sẽ được tan chảy ra khỏi động cơ và theo cái lối dẫn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể bật chế độ sấy tự động bằng phím thủ công. Đấy là các bạn bật phím nguồn lên và giữ vào phím sấy này từ 3 đến 5 giây. Thì lúc này máy sẽ được đóng lại và phía bên trong motor sẽ được làm nóng lên trong vòng 10 phút và nhiệt độ cao nhất là 70 độ C. Khi đạt đủ 10 phút rồi thì máy sẽ mở ra và chạy ở cái mức công suất là cao nhất. Lúc này toàn bộ chất thừa và mỡ thải sẽ được hút vào và đẩy qua sang cái khay đựng dầu mỡ như này. Và sau đó máy sẽ tự động tắt. Trên đây là video hướng dẫn sử dụng máy hút mùi vát BV70 Smart của công ty Bluger Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.